trái tim yêu thương dành tặng cho. Thưa quý vị và các bạn, từ khi mới 1 tuổi, cháu Đỗ Ngọc Bảo ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Tuy bây giờ cháu Bảo đã lên 2, nhưng gia đình vẫn chưa thể chữa trị cho cháu bởi hoàn cảnh thì quá nghèo, không có khả năng về kinh tế. Số phận của cháu rất cần sự chia sẻ của xã hội. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhóm phóng viên của chuyên mục Trái tim cho em đến thăm nhà cháu Bảo để có thể hiểu thêm về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Ngày hôm nay, tôi lại đến thăm một bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh. Tuy đã nhiều lần đến thăm những bệnh nhân nhỏ tuổi này, nhưng khi thấy cơ thể nhỏ bé, còi cọc, đau đớn vì bệnh tim hành hạ, tôi vẫn không kìm lòng được. Trò chuyện với anh Uy, chị Thu, tôi mới thấu được phần nào nỗi đau của bậc làm cha, làm mẹ. Đứa con rứt ruột đẻ ra đau một, thì trong lòng người làm cha, làm mẹ đau 10. Nhà anh Đỗ Xuân Uy này thì là một trong những gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn của địa phương. Cháu Bảo là con trai hơn 2 năm tuổi, nhưng cháu lại mắc căn bệnh tim rất là nặng. Ở khu dân cư rồi thì địa phương cũng đã thăm hỏi động viên, tìm mọi cách giúp đỡ nhưng mà cũng không được bao nhiêu. Gia đình nhà này ấy, là người ta rất là nghèo. Thứ nhất là bây giờ nhà ở, người ta không có đất riêng mà người ta đang ở nhờ. Giúp đỡ gia đình người ta mổ được cái tim cho con. Còn nếu mà không mổ thì người ta sẽ hỏng cái van tim đấy. Nhìn con trai vẫn hồn nhiên, vô tư chơi đùa, cười nói, lòng anh Uy, chị Thu như thắt lại. Con còn quá nhỏ, không biết mình đang phải đối mặt với điều gì. Nhưng với anh chị, lo nghĩ về căn bệnh của con luôn luôn vắng vất trong đầu. Đấy, rất là quý mẹ. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại nhà em Đỗ Ngọc Bảo. Ngay từ khi mới 1 tuổi thì Bảo đã bị chẩn đoán là mắc bệnh tim bẩm sinh. Cụ thể chứng bệnh của em đó là thông liên thất và hở van tim. Nguy hiểm hơn nữa khi mà tình trạng của em bây giờ, bác sĩ nói rằng là nếu không phẫu thuật kịp thời thì rất có thể van tim của em sẽ bị hỏng. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình Bảo lại quá khó khăn, không đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật cho em. Đón con trai đầu lòng, nghĩ tưởng niềm vui đã vỡ òa, hạnh phúc đã mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ. Ấy vậy mà chẳng bao lâu lại nghe tin con bị bệnh tim bẩm sinh. Hụt hẫng khi biết con mang bệnh, bàng hoàng hơn khi chẳng đủ tiền phẫu thuật cho con. Cảm thông với gia đình, hàng xóm nhiều người tới thăm hỏi, chia sẻ động viên tinh thần anh chị, chứ cũng không giúp được gì về vật chất, vì ở đây ai cũng nghèo như vậy cả. Nhiều hoàn cảnh gia đình cũng chẳng khá hơn là bao. Các cháu nó cũng chăm chỉ làm ăn lắm, nhưng mà cháu nó yếu quá, vợ thì cũng ở nhà trông con, chồng thì đi làm cũng chỉ có là đủ ăn, không có dư thừa, nên là cháu bị bệnh này nên là không có tiền để đi cho cháu đi mổ. Việc duy nhất anh Uy, chị Thu bây giờ có thể làm là tiếp tục lao động, dù biết sẽ chẳng thấm vào đâu với số tiền cần để phẫu thuật. Hơn 20 triệu đồng, số tiền quá lớn với một gia đình làm nông nghèo. Nhưng biết sao được, anh vẫn phải cố gắng, vẫn phải hy vọng. Mong là các tổ chức xã hội như là chương trình có thể tạo điều kiện giúp đỡ để con tôi nhanh chóng được đi phẫu thuật để trở lại bình thường như tất cả những đứa trẻ khác, để cháu được đi học, được đùa vui, được nghịch, được như tất cả những đứa trẻ khác. Thưa quý vị và các bạn, là cha, là mẹ, anh Huy, chị Thu rất khao khát con mình có được cuộc sống bình thường như biết bao đứa trẻ khỏe mạnh khác. Rất mong rằng với tinh thần lá lành đùm lá rách, sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm, nhiều nhà mạnh thường quân đến với gia đình bé Bảo, tiếp thêm sự sống cho trái tim nhỏ bé của em. Thưa quý vị, thưa các bạn, trái tim của cháu Đỗ Ngọc Bảo đang đếm ngược, chống chọi từng ngày với căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. Trái tim ấy rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của xã hội, của những tấm lòng nhân ái để cháu Bảo có thể sống khỏe mạnh như bao trẻ em khác, để có thể vui đùa, học hành đúng như ước mơ của bố mẹ cháu. Mọi sự giúp đỡ của quý vị, dù nhiều hay ít, cũng là điều rất đáng quý và đáng trân trọng hơn lúc nào hết với gia đình cháu Bảo.
Mọi sự đồng hành của quý vị và các bạn, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua chuyên mục Trái tim cho em, Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thành một trái tim yêu thương dành tặng cho